Xin chào các bạn. Đối với xung đột Nga-Ukraine, theo quan điểm của chúng tôi, chiến tranh là không mong muốn. Chúng tôi mong rằng các bên sẽ kiềm chế và sớm đạt được giải pháp hòa bình. Quay trở lại với thực tế cuộc chiến. Trong một thông cáo được cả truyền thông Nga, Ukraine và phương Tây lan truyền hôm 1 tháng 3 năm 2022, quân đội Ukraine đã khẳng định ba quốc gia Liên minh châu Âu EU bao gồm Bulgaria, Ba Lan, Slovakia đang chuyển giao 70 máy bay quân sự cho Ukraine giữa lúc chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra ác liệt. Phía Ukraine thông tin thêm, Bulgaria chuyển giao 16 tiêm kích MiG-29, 14 cường kích Su-25, Ba Lan chuyển giao 28 chiếc MiG-29, còn Slovakia sẽ cấp 12 chiếc MiG-29. Sau đó thì tờ Politico dẫn lời một quan chức chính phủ ở Kiev cho biết, các phi công Ukraine đã đến Ba Lan để bắt đầu tiến trình tiếp nhận lô máy bay chiến đấu mà các nước châu Âu trao tặng cho họ. Điều đáng nói, thực sự rất là đáng nói là ngay trong ngày 1 tháng 3, Thủ tướng Bulgaria đã thẳng thừng tuyên bố sẽ không có chuyện nước này gửi binh sĩ hoặc máy bay chiến đấu tới Ukraine. Ông nói rằng, chính đất nước ông còn không có đủ máy bay để bảo vệ không phận thì lấy gì để gửi cho đây. Ông Thủ tướng cũng phủ nhận tin giả nói về việc Bulgaria gửi quân tới Ukraine. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ba Lan cũng khẳng định rằng nước này không hề có ý định gửi máy bay cho Ukraine. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng khẳng định rằng Warsaw và NATO sẽ không can dự vào chiến dịch của Nga ở Ukraine, do đó sẽ không thể gửi máy bay phản lực tham chiến. Chúng tôi đang hỗ trợ người Ukraine bằng viện trợ nhân đạo. Chúng tôi sẽ không gửi máy bay chiến đấu, ông nói. Về phần mình thì Slovakia không có phát biểu gì. Nhưng theo tờ Politico, Slovakia hiện chỉ sở hữu một phi đội máy bay MiG-29 quy mô nhỏ và chúng là những chiếc máy bay chiến đấu duy nhất của họ. Nhóm MiG-29 Slovakia hiện đang được bảo dưỡng dựa vào sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của người Nga. Vậy mà họ lại dám gửi máy bay để sang giúp chiến đấu chống Nga ư? Nghe khá là nực cười. Ba Lan và Bulgaria cũng không sở hữu nhiều máy bay chiến đấu. Những chiếc MiG-29 và Su-25 do Liên Xô sản xuất đóng một vai trò quan trọng đối với không quân các quốc gia này, dù họ đã đặt mua hoặc được bàn giao một số lượng tiêm kích hiện đại hơn từ đồng minh NATO. Trước đó thì đại diện EU về chính sách đối ngoại, ông Joseph Borrell nói rằng EU sẽ cung cấp máy bay quân sự cho Kiev. Từ hôm Chủ nhật vào ngày khoảng ngày 27 tháng 2, thì nhiều thông tin về việc NATO và EU sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine đã lan truyền nhanh chóng sau một đề xuất được đưa ra bởi ông Alexander Kraus, cố vấn cấp cao của Nghị viện EU, người đã đăng tải trên Twitter rằng các máy bay phản lực châu Âu sẽ đến Ukraine trong vòng 1 giờ tới. Tờ Epoch Times xác nhận dòng Twitter này đã bị xóa khỏi tài khoản Twitter. Ngay sau đó thì EU cũng bác bỏ những tuyên bố được đưa ra trước đó bởi ông Josep Borrell, chính trị gia người Tây Ban Nha, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, kiêm phó chủ tịch Ủy ban châu Âu rằng các máy bay chiến đấu đang được chuẩn bị để chuyển giao cho Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự. Như vậy là có một thông tin đưa ra khá mơ hồ, không hề chi tiết về việc EU sẽ cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Tuy là máy bay còn chưa biết lấy từ đâu, nhưng với tài năng suy đoán của mình thì Ukraine thấy rằng một số nước EU đang sử dụng các máy bay của Nga tương tự như máy bay Ukraine đang sử dụng, dẫn đến việc Kiev tự tung tin rằng các nước trên sẽ chuyển giao máy bay cho mình. Thậm chí bộ phận báo chí hải quân Ukraine còn tuyên bố nếu cần thiết, số máy bay viện trợ trên sẽ đồn trú tại các căn cứ của Ba Lan, từ đó phi công Ukraine sẽ thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Thật là một kịch bản từ vé đầy hoành tráng và rất là tuyệt vời. Như vậy có thể kết luận là Kiev đã tự huyễn hoặc mình và tung tin đồn nhảm khiến các nước EU nháo nhào phải vội vã lên tiếng thanh minh. Thật là khổ với anh diễn viên. Có vẻ như anh là cứ nghĩ chiến tranh như là trên phim ảnh hay sao đó mà anh tự ngồi lên kịch bản rồi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra hay sao đó. Vũ khí chống tăng, mũ, áo, đạn dược là chuyện khác, còn máy bay chiến đấu lại là chuyện khác. Nó là tài sản quý giá của một quốc gia, đâu phải thích là cho. Chính vì thế anh Zelensky ơi, vui lòng đừng quen nghề diễn rồi tự lên kịch bản cho NATO nữa. Tuy nhiên đứng ở góc độ chiến đấu thì không quân hiện là đang một vấn đề nan giải đối với Ukraine. Họ đã chịu thiệt hại khá nặng trong mấy ngày chiến sự vừa qua. Trước khi xung đột nổ ra thì Ukraine có khoảng 32 máy bay Su-27,
37 MiG 29, 12 Su 24 và 17 Su 25. Đây chỉ là con số tổng, còn số lượng máy bay sẵn sàng chiến đấu thì thấp hơn số lượng trên. Và Ukraine đã tổn thất một số lượng máy bay khi bị Nga tấn công. Con số này chắc chắn sẽ không dừng lại khi Nga tiếp tục tăng cường chiến dịch quân sự của mình. Một diễn biến đáng chú ý khi cuộc chiến bước sang ngày thứ 10 là đoàn xe quân sự Nga dài 64 km đã dài thêm 1 km thành 65 km, tập kết cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 27 km. Trên thực địa thì các lực lượng Nga đang kiểm soát cả các tòa nhà chính quyền địa phương và cả khu vực cảng Kherson, Biển Đen. Đây là cảng biển có tầm quan trọng về mặt chiến lược. Các lực lượng Nga dường như đang tiến tới cắt đứt Ukraine khỏi đường biển thông qua các cảng quan trọng ở phía nam của nước này. Tuyên bố chiếm được Kherson và siết chặt vòng vây Mariupol. Tờ The Driver ngày 4 tháng 3 cho biết tàu khu trục Hetman Snydanchi thuộc lớp Kivat Mezhinsky có kích thước lớn nhất của hải quân Ukraine đã bị đánh chìm gần cảng Mykolaiv bên bờ Biển Đen. Mykolaiv thì cách không xa thành phố cảng Kherson, hiện do lực lượng Nga kiểm soát. Quân đội Ukraine đã tự đánh chìm con tàu để tránh nó rơi vào tay lực lượng Nga. Thật là đau buồn cho số phận một chiếc tàu chiến của hải quân Ukraine. Quả thật rằng người ta nói đau đớn nhất là khi không chiến đấu mà phải tự hy sinh. Kính thưa các bạn, theo quan điểm của chúng tôi, Ukraine từ một nước có tiềm lực quân sự mạnh mẽ, có vũ khí hạt nhân răn đe, nhưng chỉ vì sự sai lầm, ngớ ngẩn của giới chức lãnh đạo, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích dân tộc. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo mới của Ukraine lại có sự ngây thơ chính trị đến khó hiểu, thi hành chính sách ngoại giao thù địch với nước láng giềng hùng mạnh bên cạnh. Bên cạnh nước lớn nhưng lại không biết ngoại giao mềm dẻo, ngang nhiên nghĩ rằng có Mỹ, có phương Tây thì ta sẽ yên tâm. Và cái giá phải trả đã là thấy rất rõ ràng. Ukraine cần phải có một nhà lãnh đạo thực thụ hiểu chuyện, chứ không phải là một diễn viên ngồi nghĩ ra kịch bản rồi mong mọi thứ sẽ diễn ra như vậy. Và kịch bản vẽ cho NATO và Mỹ thì thật sự là rất khó xảy ra. Chỉ có NATO và Mỹ đã vẽ ra chiếc bánh vẽ hết sức ngọt ngào và Ukraine, lãnh đạo Ukraine đã sập bẫy. Chính sai lầm của giới chức lãnh đạo đã khiến dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Nếu thấy hay đừng quên cho mình một like, một share, một nút đăng ký kênh và có nút hình quả chuông nữa nhé. Xin cảm ơn rất nhiều.